Con này vừa về, cái chồng kia vừa bốc con này ra đầu tiên anh em nha. Chưa mở ốc đâu, nói chung những con này nó lành lắm. Con Piller kiểu như này rất lành, 7.900, 7.600, 7.800. Đây là con mắc đôi anh em nha. Điện 100V 90W, đánh những đôi bass 25 hoặc loa bookshelf, loa thùng không cần nghĩ luôn. Bán rẻ cho anh em chỉ 4 triệu đồng thôi. Giá rất rẻ cho con này 4 triệu anh em nha. 7.400 mắc đôi. Đang vừa cắm điện rồi như chưa đấu dây loa đâu. Nội thất thì mới đẹp 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 luôn. Thật mới lắm. Ngoại nội đều đẹp anh em nha. Ngoại nội đều rất đẹp luôn. Mặt tiền này, mặt tiền cực kỳ mịn màng luôn. Và đương nhiên là chưa mở ốc, còn chưa chưa bật điện luôn. Bây giờ bật điện là quay luôn clip đây anh em nhé. Bật điện này, xem lên không? Đấy. Đây là clip quay giới thiệu trước, sau đó thì đấu dây loa mở nhạc cho anh em cùng nghe. Giá em nó chỉ 4 triệu đồng cho anh em chơi một con đơm đi hàng hiệu, chất âm thì không chê được với những dòng piêu lơ này. Ngọt ngào, mịn màng, tê, tê răng luôn, tê tai, tê răng, tê đầu. Đấy, về chồng này, bỏ ra con này quay đầu tiên. Đèn vu kim vẫy, 4 củ, giá rẻ thôi. Đẹp xuất sắc luôn, anh em lưu ý là 7.400 mắc đôi nha. Đánh những đôi bát 25 không phải nghĩ luôn.